Theo văn bản của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống COVID-19, theo chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hành vi ra ngoài khi không thuộc các trường hợp được cho phép bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Hành vi không thực hiện 5K của Bộ Y tế, xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, xử phạt từ 10 cho đến 20 triệu đồng. Che giấu không khai báo y tế, khai báo không kịp thời hoặc là khai báo gian dối không trung thực hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc người khác mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Không xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình giám sát bệnh truyền nhiễm, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.